Hãy
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 5, tuần thứ 8 mùa thường niên 5B, Thánh Augustino Thành Siena, Linh Mục. Trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn hiệp ý cầu cho linh hồn Phêrô, Phan Ngọc Lan và các linh hồn tiên nhân. Xin cầu cho linh hồn Nicolao và các linh hồn, cầu bình an cho mọi người trên toàn thế giới. Giờ đây, xin kính mời cộng đoàn đứng và cùng hiệp dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tôi chào đón quý ông bà và anh chị em tới hiệp dâng thánh lễ trong tuần thứ 8 thường niên. Hôm nay Giáo hội Hoàn Vũ cũng nhớ tới Thánh Augustine Nô Thành Canterbury, là một vị giáo mục cũng như là người truyền giáo. Nếu chúng ta đọc qua tiểu sử của Ngài, chúng ta học hỏi được rất nhiều trong thời gian chuyển tiếp này, cũng như là một người truyền giáo có nhiều những kinh nghiệm cũng như đưa Chúa tới cho mọi người. Trước khi chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta đã vấp phạm. Lạy Chúa Giêsu, Ngài được gửi đến để chữa lành những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha và truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời giảng dạy của Thánh Giáo mục Augustino Thành Canterbury để đem ánh sáng tin mừng đến các dân tộc Anh quốc. Xin cho những kẻ qua, xin cho những kết quả do công khó của người làm ra tồn tại mãi trong hội thánh và sinh hoa trái dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách Huấn Ca.
Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy, tôi sẽ kể lại. Do lời Đức Chúa mà có những công trình của Người. Mặt trời tỏa sáng nhìn xuống muôn loài. Vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình Người sáng tạo. Các thánh của Đức Chúa không tài nào kể lại mọi kỳ công của Người. Đó là những kỳ công Đức Chúa toàn năng đã thực hiện cho vũ trụ được bền vững trước tôn nhan vinh hiển của Người. Người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người. Vì đấng tối cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian, Người công bố dĩ vãng và tương lai, và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Không một ý nghĩ nào Người không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với Người. Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại, vì Người hằng có từ đời đời đến muôn muôn thở, không cần thêm hay bớt điều gì, và cũng chẳng cần làm ai làm cố vấn. Mọi công trình của Người kỳ diệu biết bao, những gì thấy được chỉ như một ánh lửa. Mọi vật ấy đều sống và tồn tại muôn đời để đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết, và tất cả đều văn phục Người. Tất cả đều có đôi, cái này đối cái kia. Người không làm gì gian dở, vật này làm tôn vẻ đẹp của vật kia. Nhìn ngắm vinh quang của Người, ai mà chán được. Đó là lời Chúa. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. Tạ ơn Chúa, gieo vàng tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắc. Nào dâng Chúa một khúc tăng ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. Vì lời Chúa phán qua là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đang cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. Một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tu. Chúa dồn lại dương về một chỗ, Người đem biển cả trữ vào kho. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. Cả địa cầu phải kinh sợ Chúa, mọi thế nhân hay khiếp oi Người. Vì Người đã phán và muôn loài xuất hiện, Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. Alleluia, Alleluia. Chúa nói, tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt, bảo anh ta im đi. Nhưng anh ta lại càng kêu lớn hơn: Lạy con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy và đến gần Đức Giêsu. Người nói: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chào đón quý ông bà và anh chị em. Hôm nay lời Chúa chia sẻ với mọi người chúng ta rất quan trọng. Lời của Chúa có thể tạo thành trời đất chín tầng trời. Nên khi chúng ta đọc qua trong bài đọc 1 là lời của Chúa cũng như những việc Chúa làm rất kỳ diệu, cũng như trong bài tin mừng hôm nay, chỉ một lòng tin sắt đá của ông Bartimeo là người mù mà ông đã xin Chúa Giêsu là lại ông Giêsu, con vua David, hãy có lòng thương đối với tôi. Thì Chúa Giêsu nói gọi ông lại. Khi gọi ông lại thì Chúa nói rằng ông muốn xin gì. Ông nói xin cho được thấy. Chúa cho ông thấy được. Nên vì vậy lời của Chúa là chân lý, là ánh sáng đưa cho chúng ta là sự sống. Nên vì vậy qua lời của Chúa thì chúng ta cũng học hỏi. Chúa muốn mỗi người chúng ta phải loan báo tin mừng là môn đệ của Chúa. Cũng như trong lời kinh chúng ta đọc, lời kinh chuyển tiếp là chúng ta phó thác các giáo xứ trong việc chuyển tiếp cho bàn tay của mẹ Maria, cho Thánh Thần để hướng dẫn chúng ta. Thì hôm nay tôi cũng có dịp để được tới tham dự ngày lễ ra trường của lớp của Sơ Trinh. Nên vì vậy các em rất xinh khi mà các em mới tới ngôi trường trong năm vừa qua còn nhỏ, rồi thấy rất là dễ thương. Chứ bây giờ hôm nay ngày lễ ra trường, em nào cũng quà rất nhiều, rồi bố mẹ tới đón. Nhưng vì trong mùa đại dịch chúng ta không có lễ ra trường như hàng năm, ca hát mọi người đổ tới để coi các em cũng như là trình diễn. Nhưng năm nay đơn giản, nên vì vậy tôi cũng tới thăm các em, thì sư cho các em ăn lễ ra trường là chicken nuggets rồi rất là ngon, rồi này kia. Rồi khi mà hỏi chuyện các em nói hỏi rằng các con có thương sư giáo của các con không? Rồi đứa nào nói thương lắm, thương gọi là thương rất nhiều, thương nhiều nhiều, bảo thương nhiều như thế nào, number như nào. Các em nói là thương như là 100 lần như vậy, các em nói là 200 lần, các em nói 10.000 lần, các em nói triệu triệu lần đó. Là quý ông bà và anh chị em, lời của các em làm cho sư cũng sướng luôn. Nên nhiều khi mệt mỏi mà cũng vui, vui là các em thương rồi này kia. Nên tôi nghe qua bảo wow, các con đúng là thiên thần thật, nói ra những lời ấy là dễ thương, mà nói ra còn dễ thương hơn nữa. Rồi khi cha mẹ tới thấy con cái ra trường rất vui vẻ,
thấy mọi người vui. Đúng là lời của Chúa, là lời chân lý, sức mạnh của tình yêu đưa tới cho mọi người niềm vui cũng như sự bình an thật tuyệt vời. Tôi chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em, cầu nguyện Chúa luôn luôn chúc lành cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta trong các công trình. Hôm qua chúng ta, tối hôm qua vào giây phút này là lễ cho các em mừng cũng như lễ rước lễ lần đầu, nên các em cũng được tới để rước Chúa lần đầu tiên. Cảm ơn đây cũng có cô Ngọc đây giúp trong thánh lễ hát cho các em. Rồi nên vì vậy qua lời cầu nguyện, tuy rằng khó khăn nhưng các em cũng học hỏi rất nhiều, rồi được rước Chúa vào lòng. Tối hôm qua lần đầu tiên cũng mong rằng các cha mẹ đưa các em tới để sinh hoạt thường xuyên. Tôi chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em cầu nguyện. Trong tối ngày thứ hai vừa rồi, State Hall là những người đại diện của giáo xứ trong các giáo xứ họp lại để cũng như lắng nghe qua những cái report của các cái subcommittee, các tiểu ban. Hôm nay tôi cũng đọc qua một chút cái report để qua cái rap để coi xem report như thế nào. Nên vì vậy quý ông bà và anh chị em thấy rất nhiều người phải hy sinh để giúp trong thời gian tận tụy để họp hành, rồi qua Chúa, chỉ có lời Chúa mới được mời gọi họ, chỉ có lời Chúa mới có thể giúp cho họ có một cái gọi là sức mạnh, cũng như có một cái nghị lực, cũng như một cái commitment để làm những công việc chung. Cũng như cảm ơn quý ông bà và anh chị em, chúng ta không những có những buổi họp chung ngày thứ hai như vậy, rồi tối ngày thứ ba chúng ta cũng lễ, rồi tối ngày thứ tư hôm qua chúng ta cũng họp ở bên ban lãnh đạo của St. John of the Wood, những cái project mà chúng ta sẽ làm bên đó, tráng nhựa các sân nhà thờ cũng như sửa sang lại. Rất nhiều những tin tức mà nhiều người phải có ban lãnh đạo tại công việc của tôi, tuy là tôi quyết định nhưng tất cả mọi người đều phải hy sinh để giúp ra những cái tư tưởng, ý kiến rồi recommend để tôi làm những công việc. Nên rất là nhiều người hăng say cộng tác, bỏ thì giờ họp hành, nên cũng rất là quan trọng. Nên chỉ có lời cầu nguyện, chỉ có lời của Chúa với mời gọi tất cả mọi người, ai cũng rất mệt rồi trong giây phút này. Nên vì vậy quý ông bà và anh chị em thấy rằng lời của Chúa rất quan trọng, mà chúng ta đáp trả lại lời Chúa còn quan trọng hơn nữa. Nên vì vậy chẳng hạn như là cuối tuần này, không những là một cặp hôn nhân mà hai cái đám cưới, rồi các chủ nhật nào cũng có hai ba cái đám cưới, rồi lại người ra đi, rồi người chết, rồi đủ mọi chuyện. Ai sẽ là người mà có thời gian để đồng hành với những người cô đơn, những người buồn phiền như vậy? Hôm nay chúng ta nghe qua trong tin mừng mà chúng ta thấy được người mù mà dám kêu rinh rằng lại ông Giêsu, con vua David, hãy có lòng thương xót tôi vì tôi muốn được chữa lành. Nếu tất cả mọi người chúng ta đây có một lòng tin vào Chúa, phó thác vào Chúa để tình yêu của Chúa được sống động trong mỗi người chúng ta, để tình yêu của Chúa khi mỗi người chúng ta làm những công việc tràn đầy những tình yêu, tràn đầy sự bình an đã trao cho nhau. Xin quý ông bà và anh chị em tiếp tục cầu nguyện. Cái chương trình chính ra hôm nay chúng ta đã thấy là cái mái nhà ở Mueller Center này xong, nhưng mấy ngày vừa qua mưa nên người ta hoãn lại. Nên vì vậy quý ông bà và anh chị em thấy rất nhiều những chương trình, những công việc mà công việc chung của mọi người, mà quý ông bà và anh chị em cũng biết, nói cái riêng thì mình giữ, cái chung thì mình kệ nó. Nên chỉ có lời của Chúa mời gọi chúng ta mới có thể thời gian hy sinh làm những công việc chung, cũng như các anh chị ca đoàn này trong thời gian bệnh dịch cho tới ngày hôm nay. Tôi thấy không có các anh chị, quý ông bà và anh chị em, chúng ta có ngôi thánh đường, mà ngôi thánh đường cũng empty thôi, cũng chả có cái gì cả, mà nhờ được tất cả mọi người nên ngôi thánh đường mới được sống động. Nên vì vậy tại sao chúng ta cần có một cái giáo xứ mới, là vì giáo xứ mới nó có cái nguồn sống để chia sẻ những cái nguồn sống ân huệ qua các bí tích, qua những công việc mục vụ mà
mà chúng ta chia sẻ cho nhau. Nên vì vậy, thấy được, nói được thì thấy ý nghĩa hay, nhưng thật sự khi bắt tay vào thì quý ông bà và anh chị em thấy rằng rất là khó khăn, rất là nhiều những cái khó khăn. Nếu không có mọi người tham gia, không có tình yêu thì chúng ta sẽ không làm được. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Francisco, các đức giám mục, linh mục và phó tế trong sứ vụ loan truyền ơn cứu độ, để các ngài dẫn dắt hội thánh trong ân sủng và tình yêu dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta trở thành bàn tay nối dài của Thiên Chúa đến với anh chị em đồng loại qua hành động chia sẻ, để giúp cho các chương trình mục vụ của giáo xứ và giáo phận. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương xót đến những người Chúa đã gọi ra khỏi thế gian, và những linh hồn có ý chỉ cầu nguyện hôm nay sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong năm thánh gia đình và năm thánh Giuse, chúng ta cùng cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của thánh Giuse trợ giúp và gìn giữ các gia đình Công giáo luôn sống theo gương gia đình thánh gia. Và giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình và những ý nguyện riêng trong lòng mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành trên những lời khẩn nguyện chúng con vừa dâng lên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con của lễ này để dâng lên Chúa, thế mà Chúa lại thương coi đó là biểu hiện lòng thành của chúng con. Xin cho của lễ Chúa ban tặng mang lại cho chúng con phần thương là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chi Thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gây dựng cho Cha một dân tộc thánh khiết. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cam đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa Thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau được Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhậm lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhậm lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vời lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau được Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Paulo chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con
cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Chiên Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã đẹp lòng, đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người rơi, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiên chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đơn xa tới trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đơn xa tới trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đơn xa tới trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song nghe, bởi vì bây giờ con chẳng có thể chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ấm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Tương rơi
con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thắng kể từ đây, khi ác vui cũng như khi sau đây. Con tưởng rằng lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con giữ tiệc thánh thề. Ước chi tiệc thánh này sau khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cùng đưa chúng con vào quê trời hương phúc trường sinh, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Quý ông bà và anh chị em biết cộng đoàn chúng ta rất may mắn được những người khôn ngoan khéo léo, nên vì vậy chúng ta có các thức ăn đưa tới như thứ bảy này hoặc thứ bảy tuần trước cũng vậy. Thì xin quý ông bà và anh chị em biết có những ai cần những đồ ăn tới thứ bảy từ 9 giờ cho tới 12 giờ chúng ta phân phát những đồ ăn. Nhiều khi tôi cũng thấy người ta cũng đưa về ngày thứ tư hôm qua cũng vậy, tối hôm qua không biết. Nên vì vậy ai mà muốn biết là lấy đồ ăn hỏi anh Lương, nên thấy mấy anh em cả chị Loan rồi chị Lệ đó ngày kia trong gia đình thấy rất hăng say trong công việc mục vụ này. Tôi thấy đúng là bà chịu rất là may mắn, hồi bà còn sống cứ nói tôi và cha sao cha cầu nguyện để cho mấy đứa con của con nó sinh hoạt trong ngồi thánh đường trong nhà thờ, cứ thấy cha vất vả quá tại tôi ngày nào cũng cứ hay tới thăm bà tâm sự bà. Nên chắc là khi bà chết rồi chắc tới với Chúa làm sao, nên Chúa đánh đồng tâm hồn của tất cả người con. Bây giờ ai cũng sinh hoạt rất là hăng say. Nên xin quý ông bà và anh chị em, tôi biết lời của Chúa rất quan trọng, cầu nguyện rất quan trọng. Nên xin quý ông bà và anh chị em tới lấy đồ ăn ngày thứ bảy, cũng như là ai mà chưa trích lần đầu tiên thì tới ngày thứ ba này chúng ta mùng 1 tháng 6 trích. Rồi những ai mà chưa trích hôm đó tới cũng được, tôi sẽ nói với họ. Thì quý ông bà và anh chị em có chưa trích ngừa là những ai đó thì cố gắng tới để cho chúng ta có được những cái công việc mà người khác họ giúp cho chúng ta cũng vui, mà chúng ta được những cái vaccine nó cũng vui. Nên vì vậy xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho các công việc của giáo xứ. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Anh chị em sống lời Chúa được bằng an. Tạ ơn Chúa.
Mời cộng đền cùng quỳ trong thinh lặng bắt đầu giờ chầu thánh thể. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cung kính sắp mình thờ lạy Chúa. Chúng con tin thật Chúa luôn hiện diện trước mặt chúng con trong bí tích mình và máu Thánh Chúa.
chúng con yêu mến Chúa. Xin Chúa ban thêm sức đức tin cho chúng con, để chúng con luôn luôn xác tín rằng mỗi khi tham dự bàn tiệc mình và máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa, là lương thực thần linh bảo đảm cho chúng con mai sau sẽ thông phần vào sự sống vinh quang với Chúa. Mời cộng đoàn cùng đứng và lắng nghe lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Mời cộng đoàn cùng quỳ và đọc chung. Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con ngày càng tin kính Chúa và được ơn Chúa soi sáng thêm mãi. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trong tình thương. Israel hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trong tình thương. Nhà Aaron hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trong tình thương. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa. Chúa đem lời và giải thoát tôi. Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi. Chính người lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin thương dung thành công. Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con. Xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ. Lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trong tình thương. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Mời cộng đoàn cùng đứng và hát. Bye.
cách thường xuyên và sốt sắng. Chúng ta cầu xin cho các tín hữu chăm chỉ thêm dự thánh lễ và đón rước Chúa hàng ngày. Xin Chúa thương nghe chúng con. Chúa dạy ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Chúng ta cầu xin cho những người hấp hối biết dọn mình xứng đáng rước mình máu Thánh Chúa để được nâng đỡ trong đau đớn và thêm sức mạnh trên đường về quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hiện nay trên thế giới có biết bao người đói khát, không chỉ cơm bánh mà còn khao khát sự sống thần linh. Chúng ta cầu xin cho con người biết tìm đến với Chúa, biết khao khát đón nhận mình và máu Thánh Chúa như của ân đem bao cho sự sống muôn đời. Xin Chúa thương nghe chúng con. Đức Giêsu là tấm bánh Cha trên trời ban xuống để nuôi dưỡng người tín hữu. Chúng ta cầu xin cho mọi người biết tận hưởng nguồn lương thực thiêng liêng cao quý này, để ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mời cộng đoàn quỳ. Này con là đá trên viên đá này Cha xây dựng hội muôn đời kiên trung. Này con là đá cho muôn sứ hùng xa nan vây vùng không làm chiến chung. Ta lấy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng cấm sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù. Đừng trao Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện để rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích mình và mau thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiêm thay ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiến trí cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Mời cộng đoàn cùng đọc chung Kinh Thánh Kẻ Giô-se Bổn Mẹ Giáo Hội. Lạy Thánh Giô-se Bổn Mẹ Hội Thánh, Ngài thần xứng đáng được khắp nơi ca tụng dưới danh hiệu cao đẹp của tin mừng, là người tôi tớ tốt lành và trung tín, đã được Thiên Chúa tin nhiệm và ký thác toàn bộ gia nghiệp nước trời. Qua vậy, trong kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa, Ngài được chọn làm ban của Đức Trinh Nữ Maria, và dưới dòng họ của Ngài, con Thiên Chúa làm người thuộc hoàng tộc David, âu yếm gọi Ngài là Cha. Giờ đây trên quê trời vinh phúc, Ngài thực hiện vai trò một người bao trợ, chuyên cầu cho các tín hữu trong đoàn dân Thiên Chúa. Lạy Thánh Giô-se Bổn Mẹ Hội Thánh, chúng con ca tụng Ngài là Đấng Công Chính, đã nêu cao tấm gương một đời sống thánh thiện như lời phúc âm khuyên dạy. Nhờ việc phong phục của Ngài mà ngôi lời đã hoàn thật màu nhiễm nhầm thế canh tốt đẹp. Trong đêm sông nghèo khó, Ngài đã cùng Chúa Giêsu và Đức Mẹ làm phong phú cho đời sống các gia đình. Ngài lại còn sống thánh khiết để bảo vệ
để mỗi thành phần dân Chúa được cùng Ngài không ngừng tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ lợi ích anh em mình. Amen. Mời cộng đoàn cùng đứng. Chúa Trời xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sang lang. Chúa chúng con cho khỏi sự dữ em. Lạy ra thanh trái tim Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình rất thanh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thanh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Các thánh tử vị đạo nước Việt Nam. Cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an. Cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang. Cầu cho chúng con. Lạy Bà Thánh Anna. Cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy